bạn là đến với kênh Anna Channel. Hôm nay bố mẹ mua cho hai con chim này dễ thương lắm. Mẹ nó đầu lên ngón tay của mình á. Dễ thương không? Dễ thương đấy. À, hơi tắt nhỉ? Đây, 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 chuyển sang tay này. Bạn đã na cho nó ăn gì à? Sâu ăn dế hả? Đẹp không? Dễ thương không các bạn? Dễ thương thiệt á. Con ăn sâu cho tôi đưa ăn. Rồi, chờ im để tôi ăn nha. Rồi, cho ăn nha. Rồi, ăn ngon không? Nào vào đây. Cám nó ăn, sâu nó ăn. Đó. Sợ ông. Thầy lúc nãy ông vấy cái chân một cái. Giật mình thôi. Anh! Đâu có bé. Chút bút bắn nè. Như thích ăn sâu hơn á. Gì trời. Há mồm ra, há mồm ra. Đó. Cho nó đốt vào một đất đó. Rồi. Bạn này cũng biết cho chim ăn này. Nó đòi ăn con khổng lao. Nó tưởng
rồi khủng long là kia ở tới đời anh. Cho nó bò lên đây luôn. Yêu thương động vật nghe chưa? Rồi cho nó vào lồng cho nó nghỉ ngơi đi nè. Hai con xin nghỉ trưa.